Chất chỉ điểm ung thư là những chất được tạo thành bởi các tế bào ung thư hoặc phản ứng của cơ thể đáp ứng được sự hiện diện của các khối u. Các chất chỉ điểm ung thư ngày càng được sử dụng rộng rãi trên lâm sàng và chứng minh được vai trò thực sự của chúng trong việc góp phần chẩn đoán bệnh, theo dõi đáp ứng điều trị và chẩn đoán ung thư tái phát. Các chất chỉ điểm ung thư thường có đặc điểm, có nhiều loại chất chỉ điểm khối u khác nhau và chúng được dùng để đánh giá sự có mặt của một hay nhiều loại ung thư. Thường được tìm thấy trong dịch cơ thể người như trong máu, nước tiểu, phân, biểu mô khối u, dịch mang phổi, dịch ổ bụng. Tuy nhiên, mẫu bệnh phẩm thường được sử dụng nhiều nhất là máu. Một số loại chỉ điểm khối u đặc biệt cho ung thư có khả năng cao phát hiện từ giai đoạn sớm của bệnh. Nồng độ chất chỉ điểm khối u thường tỷ lệ với thể tích khối u và được các phòng xét nghiệm xác định được chính xác nồng độ dựa trên các kỹ thuật khác nhau, miễn dịch enzyme, miễn dịch huỳnh quang, điện hóa phát quang. Tuy nhiên, nhìn chung chúng không được dùng để chẩn đoán xác định và theo dõi bệnh ung thư, mà cần kết hợp với nhau và với các xét nghiệm khác. Các trường hợp ung thư lần đầu đa phần sẽ được chẩn đoán và dựa vào các triệu chứng xuất hiện, hoặc nhờ vào sự kết hợp giữa thăm khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm chỉ dấu ung thư. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nghiên cứu về chỉ dấu ung thư, thì không một xét nghiệm máu nào cho kết quả chắc chắn 100% trong tầm soát ung thư để phát hiện bệnh sớm. Do một số tình trạng bệnh lý lành tính hoặc trong một số người bình thường cũng xuất hiện nồng độ chất chỉ điểm ung thư cao hơn bình thường. Một số loại ung thư không sản sinh ra các chất chỉ điểm ung thư trong máu. Hầu hết các xét nghiệm máu, bác sĩ đều yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn từ 6 đến 8 giờ trước khi tiến hành lấy máu. Nguyên nhân là do sau khi dung nạp thức ăn vào cơ thể, chất dinh dưỡng sẽ được chuyển hóa thành glucose. Ruột sẽ hấp thụ đường và biến đổi thành năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Chính vì thế, thời điểm sau khi ăn lượng đường trong máu tương đối cao, nếu tiến hành lấy máu và xét nghiệm lúc này sẽ không thu được kết quả xét nghiệm chính xác nhất. Trước khi xét nghiệm máu, nên tránh uống cà phê và hút thuốc vài tiếng đồng hồ trước khi lấy máu. Uống cà phê hoặc các loại đồ uống chứa caffeine khác trong vòng 1 giờ trước khi tiến hành xét nghiệm máu có thể là một số kết quả xét nghiệm máu của bạn cao hơn mức bình thường. Việc hút thuốc lá hoặc dùng các loại thuốc thông mũi không kê đơn trước khi xét nghiệm máu cũng đem lại kết quả tương tự. Thực tế ra là chúng ta cũng không cần thiết là phải ăn kiêng vì chúng ta đừng có lo là khi chúng ta ăn đồ ăn chiên rán nhiều thì số này nó tăng lên quá nhiều, không tăng nhiều đến mức như chúng ta nghĩ, nó cũng có ảnh hưởng đến cái chỉ số này, nhưng nó không tăng quá nhiều, chúng ta vẫn có thể hoàn toàn ăn uống như bình thường được. Chỉ có điều là trong khẩu phần ăn chúng ta nên hạn chế bớt các đồ ăn chiên rán, nên tập trung ăn các loại đồ ăn như là các loại ngũ cốc, như là các loại rau xanh và hoa quả. Khi bệnh nhân thử máu và có chỉ số mang kết ung thư tăng, trong khi chờ đợi các kết quả chính xác của bác sĩ thì người bệnh nên bình tĩnh, không quá lo lắng, hàng ngày cần ăn uống, tập luyện khoa học, tăng cường uống nước 3 lít trên một ngày, ăn chín uống sôi, hạn chế các chất kích thích như thuốc lá, cà phê, trà, các thực phẩm lên men như cà muối, dưa muối, không hút thuốc lá, thuốc lào, không sử dụng rượu bia và các chất kích thích, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, tránh lo buồn quá mức có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, chú ý cơ thể mình xem có gì khác lạ không. Trong cuộc chiến chống lại với căn bệnh ung thư, giai đoạn phát hiện bệnh là yếu tố quyết định đến khả năng chữa trị. Phát hiện bệnh sớm đồng nghĩa với tăng cơ hội chữa trị thành công. Chính vì điều đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo về sự cần thiết nâng cao nhận thức trong công tác chẩn đoán sớm và thực hiện sàng lọc. Mỗi phương tiện tầm soát đều có lợi ích và tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Vì lý do đó, chúng ta cần phải trao đổi với các bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm tầm soát ung thư nào. Dạ vâng, thông thường thì chúng tôi sẽ cho người bệnh làm lại các chỉ số đó. Trong trường hợp mà chỉ số này tăng là khoảng độ cứ 3 tuần đến 4 tuần, chúng tôi sẽ cho người bệnh làm lại một lần. Vâng. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh đó là làm cái chỉ số ung thư, làm cái chỉ số kháng nguyên ung thư này tăng không đồng nghĩa với việc là chúng ta định hướng đến đó người bệnh đã bị mắc ung thư. Tôi có một cái ví dụ rất là cụ thể, tôi có ít nhất là 3 trường hợp rất là bình thường, khỏe mạnh, nam giới, ngoài 40 tuổi và gần 50 tuổi. Anh ấy có cái chẩn đoán, có cái chỉ số CA724 tăng lên trên 300 đơn vị và liên tục kéo dài trong 4 lần liên tiếp làm các xét nghiệm. Tuy nhiên, khi mà làm tất cả các cái xét nghiệm để giúp cho cái việc là tìm kiếm cái nguồn gốc của cái tình trạng tăng này, thì thực tế là thậm chí làm cả cái xét nghiệm là chụp PET-CT cũng không hề có tổn thương nào trong cơ thể cả. Chỉ sau này khi anh ấy thay đổi về chế độ ăn, và sau đấy khoảng 3 tháng làm lại chỉ số CA724 này, thì cái định mức CA724 này nó giảm xuống gần một nửa. Và từ đó nó duy trì như vậy suốt trong vòng khoảng 5 năm. Điều đó giúp tôi khẳng định là cái chỉ số CA724 của bệnh nhân này về cơ bản, bình thường là anh ấy đã ở ngưỡng cao rồi. Đã ở ngưỡng cao rồi, chứ không phải là ở cái ngưỡng mà nhưng đa phần chúng ta hay có đó. Tức là bình thường anh ấy đã ở cái ngưỡng là tương đối cao rồi, chứ không đồng nghĩa với việc là anh ấy phải có bệnh thì cái chỉ số nó mới cao. Khi mà đã kiểm tra
tất cả các cái cơ quan bộ phận mà không hề phát hiện tổn thương gì khác, chúng ta có thể yên tâm là sức khỏe của chúng ta đang hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về sức khỏe chúng ta phải lo lắng cả. Chính cái việc chúng ta lo lắng lại vô hình chung lại làm cho người bệnh ngày càng ăn uống kém đi, sụt giảm về cân nặng cũng sụt giảm về tinh thần, lại càng nghĩ rằng là tôi có bệnh, cái chỉ số kia nó tăng như vậy chứng tỏ là tôi đang bị ung thư đó. Như vậy là cái hệ quả kéo theo là không hề tốt như là các bác sĩ người ta đã trao đổi với người bệnh, là bác cứ thoải mái, bác cứ không có vấn đề gì cả, vì bác vẫn nằm trong số 5% người bệnh người dân bình thường có cái chỉ số này ở cái ngưỡng cao. Như tôi vừa chia sẻ với cả MC đó, là cái ngưỡng tăng của CA724 đó, anh ấy nằm trong cái số 5% cái người dân bình thường có cái ngưỡng CA724 nó cao, nhưng mà anh vẫn là người bình thường mà thôi, chứ anh không phải là người bệnh mắc ung thư đó. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa ngoại bụng 1, Bệnh viện Ca về những lưu ý khi tầm soát ung thư. Vâng, trong cái việc tầm soát ung thư thì cái xét nghiệm máu tìm cái chỉ số kháng nguyên ung thư này cũng chỉ là một trong số các xét nghiệm được đề xuất, các bác sĩ đề xuất cho người dân, cho người bệnh, cho người tới khám bệnh để tìm kiếm các cái bệnh lý ung thư, phụ thuộc vào cái việc độ tuổi này, phụ thuộc vào các yếu tố nguy cơ mà người bệnh có. Tôi ví dụ như một người bệnh là nữ giới, trên 40 tuổi, tiền sử gia đình, có người thân, có mẹ hoặc có chị gái, có dì bị mắc bệnh ung thư, thì cái việc người ta có nguy cơ mắc ung thư là rất cao. Khi đó tới khám thì các bác sĩ ngoài cái việc cho làm cái xét nghiệm chỉ số kháng nguyên ung thư của tuyến vú, thì bác sĩ sẽ phải đề xuất thêm các xét nghiệm khác như là chụp X quang tuyến vú, khám lâm sàng tuyến vú là đương nhiên rồi, và có thể làm siêu âm tuyến vú nữa. Và sau đó nếu như có tổn thương u vú thì các bác sĩ sẽ dùng thêm, chỉ định thêm cái việc là chọc tế bào để kiểm tra xem là có tế bào ác tính hay không. Thế như vậy ta thấy là cái xét nghiệm máu cũng chỉ là một trong số rất nhiều các xét nghiệm giúp cho cái việc khẳng định, giúp cho việc tìm kiếm, tầm soát bệnh ung thư mà thôi. Chứ nó không phải là, nó không có nhiều cái yếu tố là như là trên mạng xã hội đồn thổi là cái xét nghiệm chỉ một lần mà giúp phát hiện rất nhiều bệnh ung thư, không có. Xin khẳng định lại là không có. Nó phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào độ tuổi của người tới khám, phụ thuộc vào yếu tố nguy cơ mà người tới khám đang có. Đó, ví dụ như vậy. Thì từ đó bác sĩ sẽ phân lớp cái nhóm nguy cơ ra. Tôi ví dụ, nếu mà bệnh nhân là nữ giới thì cái nhóm nguy cơ, bệnh ung thư hay gặp là gì? Là ung thư vú, là ung thư cổ tử cung, là ung thư đại trực tràng, là ung thư phổi, ví dụ như vậy. Nếu mà là nam giới thì sao? Nam giới thì lại khác. Nam giới thì lại cần tầm soát các bệnh ung thư như là ung thư gan, như là ung thư phổi, như là ung thư dạ dày, ví dụ như vậy. Đó, đấy là những cái bệnh lý ung thư mà hay gặp ở các cái giới khác nhau. Và độ tuổi cũng như vậy. Ví dụ độ tuổi mà trên 50 tuổi thì chúng ta tầm soát khác. Và độ tuổi trước 50 tuổi chúng ta lại tầm soát khác. Đó. Và một cái nữa, ví dụ như là trong gia đình, tiền sử gia đình có người từng mắc ung thư phổi chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì chúng ta lại tập trung hơn trong cái việc là kiểm tra cái tổn thương của phổi của người bệnh. Thế còn trong gia đình có người mắc ung thư vú thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải kiểm tra của tuyến vú của người bệnh. Đó. Đấy là những chia sẻ của bác sĩ về cái việc khi làm xét nghiệm máu tại các cơ sở y tế thì chúng ta đừng thần thánh hóa cái việc là làm xét nghiệm tầm soát ung thư bằng xét nghiệm máu, vì đó chỉ là một trong số rất nhiều các xét nghiệm được đề xuất mà thôi. Vâng.